Cho nên vì vậy mà thầy Tăng Sâm, một đại hiếu của Nho gia, cũng có từng nói rằng là có ba thứ hiếu. Mà cái thứ hiếu cao nhất là cái thứ hiếu làm cho cha mẹ vinh hiển, vinh quang, nên làm cho cha mẹ hãnh diện, làm cho cha mẹ vui thích. Cái hiếu thứ nhì là thất nhục phụ mẫu, tức là không có làm cho cha mẹ xấu hổ. Cái hiếu thứ ba, cái hiếu chót hết, mới là cung dưỡng phụ mẫu, nuôi dưỡng cha mẹ. Thì Tăng Sâm bảo rằng là như thế, có ba loại hiếu, mà cái hiếu cao nhất là cái hiếu làm cho cha mẹ được ấm lòng. Thì như hôm qua thì có đề cập cho rồi, thì nó hạnh phúc nhất là sự an tĩnh của tâm hồn. Và bây giờ mình chỉ nuôi dưỡng cha mẹ thôi, nhưng mà thật ra nếu mình cũng kính trọng cha mẹ thì thực ra nó chẳng có hiếu gì cả. Tại vì mình nuôi dưỡng cha mẹ thì mình cũng hành hạ cha mẹ lắm, cha mẹ cũng phải làm cu em cho mình, nuôi cháu, tức là nuôi con của mình cho mình chứ, phải nói thẳng như vậy chứ. Còn mình nuôi mình đã rồi, bồng bế ấm o mình đã rồi, cho đến lớn mình bắt đầu trưởng thành, thoát được khỏi cái sự che chở của cha mẹ, thì mình đâu đã nghĩ tâm bao hiếu đâu. Suốt một thời gian mình đi học cho đến đại học thì đều là dưới sự lo lắng và che chở của cha mẹ. Mình có báo ân được ngày nào đâu, mình có bao hiếu được ngày nào đâu. Rồi cha mẹ nuôi mình thành tài rồi thì mình lo gây dựng gia đình, và gây dựng gia đình thì mình lo cho nhau chứ, mình lo cho đôi lứa của mình thế nào, mình có nghĩ tới cha mẹ đâu. Rồi mình chẳng nghĩ tới cha mẹ mảy may nào, đến khi mình sinh con ra thì mình mới chợt nghĩ tới cha mẹ, là để cha mẹ lo giúp cho mình. Đó rồi thì cha mẹ hồi xưa bế mình rồi, bây giờ bế con của mình. Đó rồi thì mình có báo hiếu được cha mẹ phần nào đâu. Rồi chưa bao giờ báo hết, từ đời đến khi cha mẹ qua đời rồi thì mới cúng. Mà cúng đó cũng chỉ để là chứng tỏ là mình là người con có hiếu thôi. Đây, cha mẹ tôi chết tôi làm cố lớn lắm, cũng là một cái để cho mình vinh danh thôi, chứ còn thực sự cha mẹ có hưởng gì được đâu. Cha mẹ có hưởng chung quy là nếu hưởng được sau khi qua đời là hưởng được những cái phước thiện mình tu tập có được bằng tu bát quan trai, bằng bố thí phóng sinh, đem những công đức lành đó chí thành chí thiết hồi hướng cho cha mẹ, tu tập cầu giải thoát cho mình để có thể thấy được cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp mà giải thoát cho cha cho mẹ, vậy mới hiếu chứ. Vậy cha mẹ được lợi lạc và cha mẹ được ích lợi. Cho nên nếu mà nói ra thì không có một cái tinh thần nào mà chí hiếu bằng rằng là người tu Bồ Tát đạo. Tên Nho gia cũng xa lắm, mình cứ thấy sơ như vậy là mình thấy là Nho gia cũng xa lắm. Thế thì chính vì cái lẽ như vậy đó mà mình thấy rằng đó là những động cơ và động lực cho chư Phật cứu độ chúng sinh, là bởi vì chư Phật thấy rằng là mình cần phải thành tựu trưởng thành cho con cái của mình, thì mình phải thành tựu trưởng thành cho con cái của quá khứ của mình, hiện tại của mình, tương lai của mình, hết thời chúng sinh. Và mình cần phải báo ơn báo bổ cái thân ơn lớn đó, mà cần làm cho cha mẹ được hạnh phúc, được vinh hiển, như thầy Tăng Sâm của Nho giáo nói về đó, làm cho cha mẹ được mát mẻ, được vui thích, làm cho cha mẹ không bị nhục nhã. Bởi vì một người tu Bồ Tát đạo, người đó chỉ trai giữ giới, người đó có tư cách và đức hạnh, người đó tu tập mọi thiện pháp và thanh tịnh pháp, cho nên cha mẹ không bao giờ bị xấu hổ bởi mình hết ạ. Và cho nên cha mẹ khi nào nghĩ tới mình cũng an lòng thỏa dạ. Và như vậy thì cha mẹ hạnh phúc hơn nhiều. Mình thử nghĩ coi, khi cha mẹ về già rồi, trong cái cỏ còn đông lửa mà nhai sơn hào hải vị, cho nên chỉ có những cái đức hạnh của con cái, những cái tình thương của con cái đối với cha mẹ, cung phụng cha mẹ, những cái đó mới làm cho cha mẹ ấm lòng, chứ không phải là đường một miếng bít tết thật là ngon đến cho cha mẹ nhai, mà khi mà cha mẹ chẳng còn cái ăn nào đó. Hay là đưa một cái áo hay là một cái gì thật là lộng lẫy đẹp mà nó không hợp với lại cái tuổi tác của mẹ già nữa rồi. Mà chính những cái gì, chính những cái tình thương, chính những cái trí hiếu bộc lộ qua những cái tình cảm, tình thương, những sự quý mến, kính trọng cho mẹ, những sự phục dịch cho mẹ bực ở nơi cái tinh thần của mình, chính cái đó làm cho mẹ hài lòng chứ. Cho nên chính vì như thế mà thầy Tăng Sâm nói đâu có sai. Thầy Tăng Sâm mới nói là cái mà nuôi dưỡng bình thường, cái đó là cái hiếu tối thiểu cần phải có thôi, chứ không phải là chi hiếu. Chi hiếu là những cái thứ khác kia nữa. Thế thì Phật giáo chính vì như vậy mà Phật giáo phát tâm tu còn gì? Tại chỉ có tu tập công đức lành và tư cách của mình phát triển, đức hạnh của mình phát triển, thì cha mẹ mới được ấm lòng, cha mẹ mới được hài lòng, hạnh phúc trước cái sự đối xử của mình. Và cha mẹ không bao giờ cảm thấy phải xấu hổ và nhục nhã ở nơi mình. Nên điều đó làm cho cha mẹ hạnh phúc vô cùng. Thế thì
bởi vì cái lẽ ở trên mà mình thấy rằng là đó là những cái động lực mà Đức Phật đã chỉ bày chúng ta để mình phát sinh phát triển cái tâm từ bi. Và khi mình có cái tâm từ bi đối với mọi người như thế á, với cái tâm báo ân phụ mẫu, đối với tâm thành tựu cho con cái, thì tự dưng mình đối với mọi người mình có thể phát sinh một cái tâm đại bi vô cùng. Mà khi mình phát sinh cái tâm đại bi như vậy thì mình an lạc, mình an lạc lắm, là bởi lẽ rằng là mình thấy mọi người, những người nào chướng, những người nào mà quấy phá mình chỉ coi giống như là mình có thương yêu và thương xót, giống như một người mẹ thương một đứa con hư. Mình thấy như vậy. Và mình vẫn thấy trong cái tư tưởng rằng là mình cần phải che chở cho họ, thành tựu cho họ và báo ân cho họ như báo ân cha mẹ, thành tựu che chở cho họ như thành tựu che chở cho một đứa con hư. Thế thì chính vì lý lẽ như vậy mà tự nhiên mình có cái sức mạnh để chịu đựng được hết mọi cái chướng ngại đó, mọi cái trở ngại đó, để mà thực hiện được cái tinh thần mà độ sinh, mà không thối thất, mà không chán nản. Mà vì như thế mà tự nhiên mình chịu đựng được hết như cha mẹ chịu đựng con cái vậy. Và không phải chỉ chịu đựng thôi, mà cảm thấy an lạc lắm. Mà nếu mà mình có một sức tu tập thì mình sẽ thấy ngay cái sự an lạc nó phát sinh. Nếu mà mình cảm thấy là xưa kia mình chỉ nói một cái tiếng gì đó nặng nhẹ, hay người nào có mà hành động của nó có thể làm mình đau khổ, mà giờ đây mình chẳng đau khổ mà mảy may, tự nhiên mình thấy vui lên kia. Khi mình phát giác được đó, mình cảm thấy rằng là đúng rằng là cái công đức tu tập nó có khác, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rằng là mình chịu được những cái xưa này mình không chịu được. Xưa nay mình không chịu được chỉ vì mình mất tình thương, mình ghét bỏ cho nên mình hay ganh ghét. Mình không ưa người nào thì mình hay ganh tị với người đấy. Bởi vì vậy người đó được cái gì lợi thì lòng mình nó khó chịu. Hoặc giả rằng là mình khi mình không ưa người này người kia thì mình nhìn cái gì cũng chứng tai ngay mắt. Và khi mình chứng tai ngay mắt như vậy thì lòng mình cũng khó chịu và bất an. Và khi mà mình bất ổn như vậy thì mình hay sinh cái tâm thù ghét. Sinh tâm thù ghét cho nên cái ý tưởng nó mang sự thù ghét thì khẩu nó hay nói ác. Với thân cũng hay làm những hành động lỗ mãng. Bởi vì như vậy tạo tác nên ba nghiệp, cả ba nghiệp nó đều là thuần ác. Cho nên cái gọi là đó gọi là chính nhân và chính nhân ác. Rồi nó sẽ tạo thành cái quả ác cho mình. Là quả trước nhất là bị người ta ghét ghen lại, bị người ta nói xấu lại, bị người ta khởi tâm đấu tránh lại, đủ thứ hết. Còn đời sống của mình nó không có bình thản. Thế chính khi mình phát sinh từ bi như vậy thì tự nhiên mình sẽ đạt đến trạng thái an lạc. Chắc chắn như vậy. Và khi mình phát sinh được trí tuệ, khi mình phát sinh trí tuệ để mà mình có thể quan sát và nhận định hết thảy mọi người và mọi pháp, và mình quan sát và mình thấy rằng là hết thảy chúng sinh sở dĩ được gọi là chúng sinh mà mình cần phải tu tập, ngay chính mình cũng là một chúng sinh, hết thảy mọi người đều là một chúng sinh, tất cả đều cần tu tập, là bởi vì tất cả đều chưa được an lạc, nghĩa là tâm của mình hãy còn nhiều nỗi bất an, và do bất an chỉ vì rằng là tâm có bị ô nhiễm bởi các bất tịnh pháp. Nghĩa là trong lòng hãy còn hận thù ghét ghen, hãy còn phân biệt so đo bị thử, hãy còn thích chuyện thị phi, xấu tốt của mọi người. Thì chính vì như vậy đó mà cho nên cái vọng tâm của mình nó mới hãy hừng, và mình mới có nhiều cái để mà càng ngày chỉ có buông cái tâm của mình theo những chuyện thị phi tốt xấu của người, để mà sinh tâm thương ghét rồi thì phát sinh thù xả, tức là thương thì thù mà ghét thì xả, thương thì muốn đoạt muốn chiếm, ghét thì muốn diệt muốn trừ. Và chính vì như thế đó mà tạo tác vô cùng, khổ não vô cùng, khổ tâm vô vàn, là cũng chỉ vì là như vậy. Còn một khi mình có trí tuệ rồi thì mình nghĩ rằng là mình và chúng sinh sở dĩ mà nhiều đời nhiều kiếp phải luân hồi sinh tử, và nhiều đời nhiều kiếp làm oan gia của nhau, gây ngang trái cho nhau, gây chứng hại cho nhau, phá sự an lạc của nhau, cũng chỉ vì rằng là không có trí tuệ và thiếu từ bi. Cũng chỉ vì rằng là mình cứ nghĩ rằng là mình muốn hạnh phúc cho mình thì mình cần phải phá kẻ khác, mình phải thành công trên sự đau khổ của kẻ khác. Và chính vì như thế mà mình cái sự thành công của mình cũng là cái sự bất an vô cùng. Cái Đức Phật nói rằng là thắng lợi sinh thù oán, thất bại chỉ khổ đau. Thế thì mình thấy rõ ràng như vậy. Thế thì một khi mình phát sinh trí tuệ, từ bi nó càng theo và trí tuệ nó được phát sinh, thì mình sẽ thấy ngay rằng là mọi người đều cần phải tu tập. Mọi người đều cần phải có từ bi để chữa trị và có trí tuệ để chiếu soi. Một khi mình có từ bi, tự nhiên trí tuệ nó phát sinh. Như là chúng ta có kinh nghiệm thấy về khi mình bắt tay vào làm công tác trong chùa hay mọi thật sự, có nhiều người không phải là tay nghề và chuyên môn trong công việc đó, nhưng bởi vì có cái tâm muốn phục vụ mọi người, muốn giúp đỡ mọi người,
thì tự nhiên với cái trí tâm và quyết tâm muốn phục vụ và giúp đỡ mọi người đó, nó phát sinh cho mình khả năng. Có rất nhiều như vậy, có rất nhiều người như vậy. Có rất nhiều người ban đầu chẳng có biết làm mộc làm gì hết á, nhưng mà vì khi chùa chiền chúng ta họp nhau lại tu tập, cần cái bàn thờ hay cần cái bàn cúng vong, rồi thì mình mới bắt đầu về nhà suy nghĩ cách làm thế nào mình đóng được cái bàn hay là cái tủ hay là cái kệ thờ, nó ví dụ như vậy. Và rồi tự nhiên chính vì cái quyết tâm đó của mình, chính vì cái mình muốn phục vụ đám đông, tự nhiên mình không phải tay nghề, tự nhiên mình có sáng kiến và tự nhiên mình sẽ giỏi ra. Hay là chẳng hạn có nhiều bác lên vì đám đông xưa nay chưa quen đốt chay, nhưng mà nghĩ rằng là mình muốn đóng góp vào công việc trong chùa. Hôm nay có nhiều người đến chùa học đạo hay tu bác con trai, rồi mình cố gắng nấu cơm làm công quả. Thì với cái quyết tâm đó, cái say mê đó, cái tự nhiên là mình càng ngày mình nghiền ngẫm, mình suy nghĩ cách thức nấu làm sao để mọi người ăn đủ, nấu làm sao cho mọi người ăn có sức khỏe và ngon để mà tu tập. Ví dụ như thế, tự nhiên nó phát sinh khả năng. Hay là có nhiều tay làm việc gia đình Phật tử, xưa nay cũng chẳng biết cái gì gia đình Phật tử, nhưng mà bây giờ các em đông đảo mình muốn hướng dẫn, thì tự nhiên với cái tâm mình biết hướng dẫn, mình sẽ về mình xung trang tìm kiếm tài liệu ngày đêm, giống như người sống trên thuyền đỉnh vậy, chỉ có suy tư công việc làm thế nào để phát triển, làm thế nào có thể sinh hoạt, làm thế nào có thể lôi kéo được thanh thiếu niên, và nhờ như vậy nó phát sinh cái khả năng, nó phát sinh. Cho nên cái quyết chí, quyết tâm, cái tâm nó của mình nó mạnh vô cùng. Bởi vậy cái thuở mà sơ khởi hết của cái công việc hoàng pháp ở bên Âu Châu, thì thời đó bên Âu Châu rất ít thầy, chung quy chỉ có cùng tòa Minh Tâm, cùng tòa Nhất Trơn, còn cái tôi ở bên Pháp, bên Tây Đức có cùng tòa Như Điển đó, mà cứ luân lưu đi các xứ, khắp hết các xứ sở bên Âu Châu để mà thuyết giảng làm lễ của đó. Âu Châu rất ít thầy. Thì bây giờ tôi qua bên Hòa Lan tôi làm việc, và khi tôi đi vận động các địa phương kêu gọi người Việt Nam các tỉnh rằng là kết hợp lại làm đến cái hội Phật giáo bên Hòa Lan và sinh hoạt chung với nhau ở mọi nơi như vậy để thể tập. Tại vì Hòa Lan chỉ có hồi tôi qua chỉ có hơn 6.000 người Việt mà rải rác khắp nước, một cái tỉnh mà đông người Việt Nam nhất là chỉ có 200 người mà thôi. Mà 200 người thì chúng ta biết rằng là cái lực lượng như vậy khó mà thực hiện nổi một ngôi chùa hay làm cái hội hay sinh hoạt lớn gì được. Thế ra tôi phải đi vòng trong khắp nước Hòa Lan, trong các tỉnh lớn mà đông người Việt Nam để kêu gọi họ. Thế thì có rất nhiều người trả lời với tôi và thế thầy làm không được đâu, tôi hỏi lý do tại sao, họ bảo là mình ít quá, làm không được đâu, cho nên làm chi cho mất công. Thì tôi đáp rằng là mình chỉ làm không được vì một lý do nào khác, chứ không bao giờ vì một lý do ít quá. Hồi xưa một mình Jesuit đi truyền đạo, một mình ống gì mà có đông đâu. Đức Phật cũng vậy, đạo Phật xưa về sau này đến bao nhiêu người theo, mỗi xưa một mình Đức Phật ở dưới cột cây Bồ Đề thôi, chứ làm gì có đông đâu. Hay là ông Mahomet của đạo hồi cũng chỉ có một mình ống thôi chứ, cái gì mà không bắt đầu bằng số 1, có cái gì mà bắt đầu bằng số đông bao giờ đâu. Nhưng mà sở dĩ mấy cái số 1 đó mà làm nên sự nghiệp là do vì cái quyết chí, do vì cái ý tưởng, chứ không phải là chỉ phần do đông mà làm được thôi, mà do nơi cái ý tưởng của cái quyết chí. Mà cái ý tưởng của Phật Pháp là ý tưởng độ sinh, cho nên lấy cái ý tưởng độ sinh nó thì tự nhiên nó tạo nên cho mình khả năng và sức mạnh. Thế thì khi có trí tuệ và quan sát mọi người như thế, mình nghĩ là mọi người cần có từ bi, có trí tuệ để che chở, cho nên mình cần phải giữ giới để cho mình đừng bị nhiễm pháp nó ô nhiễm, để cho mình đừng có bị vọng tâm nó sai sử, để cho mình đừng có phiền não nữa. Mình phải tự giải thoát cho mình bằng cách rằng là phải quan sát như vậy và đăng mình bằng những cái giới đức. Và mọi người cũng thế, mọi người cũng cần phải như vậy, mọi người cũng cần được bảo vệ bằng cái trí tuệ, bằng cái tự bi hay là bằng cái giới đức. Và chính vì như thế mình nghĩ mà mình không bao giờ sinh tâm khác ai, mà mình chỉ nghĩ rằng là có vậy họ mới gọi, họ mới là một chúng sinh, có vậy họ mới là một phàm phu, có vậy họ mới cần có đạo pháp, cho nên họ không có lý do để ghét bỏ. Cũng giống như người bệnh nhân vậy, họ không có lý do để hắt hủi, có vậy họ mới cần đến nhà thương, mới cần đến bác sĩ, cho nên bác sĩ còn khá hơn mình sao. Tại vì bác sĩ không bao giờ khinh bỉ và ghét bỏ bệnh nhân hết á. Bệnh nhân nào đến bác sĩ cũng thương xót và chữa trị, của bác sĩ nghĩ là chỉ cần diệt cái chủng bệnh đi thì bệnh nhân nó khỏe mạnh như mình, như mọi người. Và Phật Pháp cũng vậy, Phật Pháp hệt vậy, chứ Bồ Tát cũng nhìn chúng sinh như vậy, chỉ cần diệt cái ác pháp đi thì chúng sinh nào cũng trở thành thánh nhân cả. Chúng sinh cũng bị bệnh tâm bệnh, thì tâm bệnh là những ác pháp não hại tâm họ,
Cho nên bây giờ chỉ diệt trừ ác pháp đi thì tâm của họ thanh tịnh trở lại, và họ cũng là một thánh nhân, họ cũng là một vị tức Phật kia rồi. Nên vì như thế không nên hắt hủi, không nên khinh chê, không nên xua đuổi, mà cần nên chữa trị. Chữa trị là thương xót và thành tựu cho họ bởi điện pháp. Cho nên bác sĩ cũng không có ngại khi thấy một cái bệnh nan y nào đó mà phải chữa trị lâu bền, bác sĩ cũng không ngại. Và bác sĩ cũng biết rằng là chữa không nổi cũng cố chữa cho đến cùng để không có cắn lương tâm. Thì một vị lương y còn như thế, một vị bác sĩ cũng như thế, huống hồ rằng là người tu Bồ Tát Tạo không làm được sự việc đó xong. Như vậy thì người tu Bồ Tát Tạo cũng cảm thấy rằng là mọi người, mình cũng như một bác sĩ chữa bệnh tâm, và mọi người là những người bị tâm bệnh và mình cần phải chữa. Như vậy chữa dù biết chữa không được cũng phải cố gắng chữa cái đâu hay cái đó để không có bị cắn đứt cái lương tâm của mình, là cần phải che chở cho họ và giúp đỡ cho họ để cho họ trở thành lành mạnh của tâm trí. Thế thì khi một người có trí tuệ phát sinh, người đó sẽ được thanh tịnh, tâm trí của họ thanh tịnh lắm, bởi vì họ không ghét ai, và họ có thù oán ai, họ xua đuổi ai. Và khi họ không thù ghét và xua đuổi như vậy thì họ cũng sinh tâm giận hay vui, họ cũng sinh tâm thù hay sản. Cho nên vọng tâm không có dịp sai sử họ nữa. Cho nên họ khi nào tâm ý của họ nó cũng ăn loạn như vậy, nó cũng khinh an và nó định vô cùng. Và nhìn vì như vậy cho nên thanh tịnh vô cùng, tâm của họ thanh tịnh vô cùng. Như vậy người nào phát sinh được từ bi và trí tuệ thì tự nhiên người đó sẽ được cái tâm trạng của họ, nó an trú trong cái cảnh giới gọi là thanh tịnh và an lạc. Và thanh tịnh và an lạc đó là hiện thân của thế giới tịnh độ. Bởi thế giới một thế giới tịnh độ, nếu mà mình nói một cái tên đầy đủ ra là thanh tịnh an lạc độ. Thế cho nên khi mình biết ngay là thanh tịnh, cái thế giới tịnh độ đó chắc chắn có một điều là nó phải có. Nó phải có, tại vì những người tu tập từ bi và trí tuệ, những người đó chắc chắn phải an trú ở một thế giới như vậy. Chắc chắn phải an trú ở một thế giới cực kỳ an tịnh và an lạc và thanh tịnh. Chắc chắn như vậy rồi. Còn nếu không an trú như vậy thì chẳng lẽ cũng an trú ở một cái thế giới bon chen tranh đấu của nhiều ô sao? Mà nếu an trú như vậy thì đâu phải là chốn giải thoát nữa. Cho nên mình biết rằng trong một thế giới có rất nhiều thế giới. Chẳng hạn ở đây mỗi người thấy một thế giới đây, mỗi người nhìn một cái cảnh giới là một thế giới. Có nhiều người nhìn cảnh giới này bằng một cái thích thú vô cùng, có nhiều người nhìn cảnh giới này bằng một cái chưa được hài lòng, có nhiều người nhìn cảnh giới này bằng một cái ác cảm. Nó ví dụ như vậy. Cũng một cơn mưa, có người thấy cơn mưa nó đẹp, có người thấy cơn mưa nó buồn, có người thấy cơn mưa nó tự nhiên nó gợi cho mình một cảm hứng gì đó để làm thơ hay đặt nhạc. Ví dụ có người thấy cơn mưa xuống cái thấy cuộc đời tôi đang như người bị bắn rào. Nó ví dụ như thế. Thế nó cũng cùng cái cảnh thôi, nhưng mà cái tâm nó tiến triển cảnh giới. Còn có một cái thuyết nữa, người ta nói rằng là duy tâm tịnh độ, tức là tịnh độ chỉ ở cái tâm thôi, nhưng mà mình đừng quên rằng ở đấy tâm nhưng mà sự tướng, ở đấy tâm là lý nhưng mà sự tướng nó vẫn có, tại vì sự lý luôn luôn phải viên dung. Cho nên nếu mà nói là nhất thiết duy tâm tạo mà bảo tịnh độ là do tâm biến thiện, thì quế độ nơi chúng ta đang ở đây cũng chẳng phải là do tâm biến thiện ra sao, mà do tâm biến thiện ra mà vẫn có cảnh giới vậy. Tuy có cảnh giới nhưng mà vẫn do tâm biến thiện, hai điều đó xử lý nó viên dung với nhau, nó không có chướng ngại nhau. Nhưng mà sở dĩ mà nói là thế giới này là có nhưng mà vẫn do tâm của mình biến thiện là bởi vì cảnh giới ở đây tuy nó có nhưng mà mỗi người thấy mỗi khác như tôi nói. Cho nên đó là do tâm thức của mỗi người, do nơi người nào có tâm thức trí tuệ hay là vọng tâm gì thì nó thấy khác biệt nhau với cảnh giới này, nó thấy khác biệt nhau nhưng mà cảnh giới nó cũng có. Nhưng còn nó là hạnh phúc, an lạc, đau khổ hay là cái gì đó là do cái tâm thức của người nó không khác nhau, tức là do nghiệp lực của mình, do nghiệp lực chiêu cảm từ các đời quá khứ của mình. Thế cho nên biết chắc chắn rằng là một khi tâm thức của mình đạt được như vậy, tức là cái lý nó đến được cái sự, nó đến được cái công việc như vậy thì chắc chắn cái sự nó cũng phải thành tựu. Có nghĩa là cảnh giới cực lạc thực tại ở bên ngoài vẫn có như thường. Cho nên ở đây mình cũng thấy tùy theo cái phước, chẳng hạn như xứ này họ có phước, tự nhiên cảnh giới của họ thanh tịnh sạch sẽ đầy đủ vô cùng. Những cái thế giới ít phước hơn, những cảnh giới ít phước hơn, chúng ta qua thấy nghèo đói khổ sở bụi bặm đủ thứ những cái gì dơ dẫy. Mà những cái xứ mà nó có phước, tự nhiên mình qua mình thấy cái gì cũng sạch sẽ thanh tịnh và ngăn nắp và giàu sang. Chẳng hạn như mình ở xứ này, ở những cái xứ giàu có như Âu Châu, như Đức hay là như Thụy Sĩ, như Hoàng Lan, mình thấy họ rất sạch sẽ.
họ rất là sạch sẽ, ngăn nắp, trật tự vô cùng. Con người ta nó có tư cách, nó có trật tự, nó không có chen lẫn. Dân Hòa Lan hay dân Thụy Sĩ thì là hay dân người Anh thì khi mà họ ra trạm xe buýt là người nào ra trước đứng trước, người nào ra sau là cứ đứng sau lưng cái người, không có ai chen lẫn ai gì hết. Và đặc biệt dân Thụy Sĩ khi mà leo lên trên xe buýt, người lớn tuổi là luôn luôn ngồi ghế, và những người trẻ tuổi hoặc là trung niên thường đứng dậy nhường cho những người già, và luôn luôn như vậy. Và khiến cho người Việt Nam mình không có tôn trọng những cái thứ đó nhiều theo cái thói quen của người Việt. Nhưng mà khi người Việt sống ở Thụy Sĩ, tự dưng họ cũng bị quân tâm của những cái đó, và họ cũng làm thế như vậy, hoặc là cũng không dám ngồi ghế khi có một người già xuất hiện. Thế thì chính cái quân tập đó mà tôi mới nói rằng là chư Phật mới nghĩ cái hoàn cảnh quân tập con người ta vô cùng và lôi kéo con người ta vô cùng, cho nên cần phải có hoàn cảnh tu, đó là vì như vậy nữa mà tịnh độ mới thiết lập. Và mình thấy rõ ràng là đó, ngay ở thế gian này mà cái thế giới còn chênh lệch như vậy nữa, cái thế giới còn chênh lệch hẳn như vậy nữa đó. Thế thì mình biết ngay rằng là xử lý khi nào nó cũng phải trên dung đối Phật giáo, cho nên cái sự kiện mà nó là một khi mình tu tập thì tự nhiên tâm mình được an lạc và thanh tịnh vô cùng, và đó là cái lý, tức là ở nơi nội tâm của mình. Và khi cái lý cái nội tâm của mình như vậy thì tự nhiên nó thể hiện ra cảnh giới, nó thể hiện ra cảnh giới thực tại bên ngoài, cảnh giới thực tại bên ngoài nó cũng hết sức là thanh tịnh, hết sức là tốt đẹp, chuyện nó hiện. Ngay cả ở cái sư vị, ngay bây giờ mình đến các thành phố New York ví dụ vậy, mình sẽ thấy hai thế giới liền, một thế giới quý độ và một thế giới tịnh độ. Một thế giới thì mình thấy những cái xóm dân cư dơ giấy cực kỳ, mất trật tự cực kỳ, hỗn loạn cực kỳ, và đồng thời ngay gần bên đó, ở chung trong một thành phố thôi, có những cái nơi hết sức là sang trọng, hết sức là đẹp đẽ sạch sẽ, hết sức là an ninh và trật tự. Và mình thấy rõ ràng nó còn có những cái ngay ở nơi một cái thành phố thôi mà nó còn có những trình độ như vậy. Thế thì đám nào có phước thì đám đó tự nhiên được sống ở nơi tịnh của cái thành phố đó, và đám nào vô phước là cái đám mà phải sống ở trong cái quý độ đó, nằm ở trong cái quý độ đó. Thế thì mình thấy rõ ràng là như vậy, cho nên rằng là một khi người ta có phước tự nhiên người ta trang nghiêm cái quốc độ của ta. Thế những người có phước này tổng hợp lại thì thành lập nên một cái quốc độ cực kỳ rằng là tốt đẹp, thì chuyện đó mới hiển nhiên thôi. Mà chính vì như vậy cho nên mình thấy rằng là cái quan điểm của tịnh độ là quan điểm phải nói rằng là đặc trưng của Đại Thừa Phật Pháp. Tại vì tịnh độ thiết lập không ngoài bão để độ sinh. Nhớ, mình đừng có lầm lẫn và ngộ nhận như những người chưa biết gì về tịnh độ, và những người thường theo tịnh độ mà chưa được thấu đáo, thì thường nghĩ rằng là tịnh độ chỉ là một cảnh giới giống hệt cảnh giới thiên đường, một cảnh giới hơi mê tín, một cảnh giới thiên đường nói là sung sướng vậy thôi, rồi về đó dưới sự che chở của Thượng Đế, thì đây ở Phật giáo cái sự che chở của Phật A Di Đà. Không phải, tịnh độ là một thế giới lập ra để độ sinh chứ không phải chỉ để che chở. Như cha mẹ vừa che chở vừa thành tựu con cái, thì tịnh độ là một phương tiện thiện xảo của chư Phật lập ra để che chở cho chúng sinh bằng một hoàn cảnh cực kỳ tốt đẹp, khiến cho chúng sinh nó không bị thối thấp, không bị ác pháp ô nhiễm. Và hoàn cảnh thuận tiện đó là động cơ rất là mạnh để thúc đẩy chúng sinh tinh tiến hơn nữa. Cho nên có nhiều người cũng còn có thắc mắc là bằng là chẳng hạn bây giờ người nào sinh về tịnh độ rồi người đó không có chịu niệm Phật và tu tập nữa thì sao? Không có chuyện đó. Là bởi vì rằng là chỉ có người nào khi chuyển được cái tâm thức thanh tịnh rồi, người đó mới có thể chụp nhận ra cái thế giới đó để mà hòa nhập vào nó, để mà hội nhập vào nó. Cũng như chẳng hạn bây giờ tôi nói về là bây giờ chẳng hạn như mình khơi khơi như vậy, Đức Phật đem mình về tịnh độ không được, đem về tịnh độ mình sẽ không thấy đó là tịnh độ, mà mình sẽ thấy buồn chán vô cùng, mình sẽ thấy buồn chán kia lắm. Là tại sao vậy? Chẳng hạn bây giờ tôi nói bây giờ như các cụ bên có tính tình thì thích yên tĩnh, thích gì thì có thể về tịnh độ thì nó còn may ra, nó còn hợp, nó may ra. Nhưng mà giữa trẻ thì làm sao mà hợp được, bởi vì thì họ bây giờ tôi nói anh thanh niên thích thuốc, thích uống bia, thích nhảy đầm, thích cinema, thích giải trí. Mà bây giờ bốc cái một ngày tức khắc, thì bây giờ mình đến giữa một cái trung tâm nào đó giải trí ở thành phố San Jose này, hay mình về Santana mình nhập tải với anh thanh niên, mình đem lên tịnh độ, thì anh nó mới ngao ngán lắm, là bởi vì anh lên tịnh độ anh đi long rong rồi anh bảo chán chết cha, không kiếm ra đâu chỗ nào bán thuốc lá hết. Rồi anh bảo chán chết đi bởi vì là kiếm một cái chỗ để mà coi nhạc trẻ và nhảy đầm thì không thấy chỗ nào hết.
thì anh sẽ nói là chán. Và chứ anh không có thấy là hạnh phúc. Cũng như rằng là chẳng hạn như là mình ở đây, mình quen với lại một cái thể chế dân chủ, sống sung sướng, thể chế dân chủ. Nhưng mà những cái người dân sống ở trong thể chế cộng sản lâu đời lâu kiếp rồi thì họ không chịu nổi cái thể chế dân chủ mà chúng ta đang được hưởng, mà chúng ta thấy rằng mình là bóc phước, và cái thể chế của cộng sản là một thể chế ít phước hơn, mình thấy như vậy. Thế nhưng mà bằng chứng cho mình thấy là dân Romani và gần đây là dân Liên Xô, họ đều có cái rằng là cái tinh thần cộng sản nó sâu sắc. Là bởi vì người dân ở đó bao nhiêu năm nay họ bị quân tập, bị cái hoàn cảnh của họ quân tập. Quân tập họ khiến cho họ quen như vậy rồi, đời sống của họ từ hồi mới sinh ra cho đến bây giờ, quan niệm của họ nó chôn chặt như vậy rồi. Và họ được chính phủ bảo đảm cho cái mức sống, cái sự ăn và sự sống tối thiểu, nhưng mà bảo đảm, nhưng chỉ tối thiểu thôi, vừa đủ thôi. Và họ quen như vậy rồi, bây giờ buông họ ra, họ phải tự hết, họ phải tự làm lấy hết, từ cái gì hết, từ sinh sống, từ gì hết, thì họ sợ hãi cực kỳ. Cũng giống như con chim này, con chim mà mình nuôi ở trong cái đồng son lâu ngày lâu tháng rồi á, một khi mình phóng sinh nó, mình thả nó ra, nó bay ra, nó mỏi cánh, nó chồm chân rồi, nó quen ăn kê, bây giờ bảo nó đi bắt sâu lấy một mình nó bắt không được, nó không quen bắt sâu, nó không biết bắt sâu, mà nó chỉ biết ăn kê thôi, rồi nó chỉ biết quen là uống cái nước robinet ở trong lồng, nhưng nó không biết uống nước suối, nước sông thì được hết á. Cho nên con chim nó chung cầu khi tung nó ra ngoài, nó phát củi sổ lồng, nó cũng thấy tự do và quý, nó không bao trở về cái lồng, nó cũng muốn trở lại cái lồng cho ăn phân nó, là bởi vì nó bị quân tập như vậy rồi, kinh nghiệm rồi. Thế thì mình cũng thế, cho nên mình sẽ không chấp nhận được thế giới cực lạc là cực lạc thiệt nếu tâm thức của mình không có chuyển tới đó. Vì như vậy mà người tị nạn muốn qua xứ Canada hay là xứ Mỹ này thì những quốc gia đó thường bắt mình phải học cái xã hội, đời sống của cái xã hội này trước, học tập cho biết về đời sống và mọi việc ở xã hội này để cho mình chuẩn bị tinh thần mình qua những cái mọi việc được. Thì nếu mình không có chuyển cái tâm thức như vậy thì mình cũng chấp nhận được thế giới cực lạc, mình không thể nào thể nghiệm được thế giới cực lạc đấy. Và chính vì như vậy mà chỉ có khi nào mình phải tu tập thì mình chuyển tâm thức, mà khi tu tập thì chuyển tâm thức từ cái tâm bất tịnh trở thành tâm thanh tịnh, từ cái tâm bất ổn trở thành cái tâm an lạc, thì mình mới cực lạc nó mới hiện hữu, thì mình mới đạt được cái giới cực lạc. Mà khi chuyển như vậy thì phải tắt